Chào các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Hôm nay mình làm video này xin giới thiệu đến các bạn một khóa học bí quyết kiếm tiền từ môi giới bất động sản. Để giới thiệu khóa học bí quyết kiếm tiền từ môi giới bất động sản là những kinh nghiệm được rút ra và chia sẻ thực tiễn trong nghề bất động sản của Huế trong suốt 7 năm đam mê học hỏi tư duy làm giàu, xây dựng thương hiệu chuyên gia môi giới bất động sản. Khóa học tổng quan đặc trưng của bất động sản và nghề môi giới giúp các học viên mở tư duy, chiến lược phát triển bản thân, xây dựng database, chăm sóc khách hàng và chốt sale hiệu quả. Hiện tại, gần 100 nhân viên IZ Property chia làm hai hệ thống bán hàng. Hệ thống bán hàng chung cư Vihomes Gardener bao gồm 50 chiến binh hùng mạnh và chiến đấu. Hệ thống bán hàng chung cư truyền thống có nhiều chủ đầu tư khác nhau, gần 50 chiến binh và hoạt động hăng say, mục tiêu và hàng ngàn học viên trên các diễn đàn kinh doanh trực tuyến đã đào tạo và áp dụng hiệu quả. Lợi ích của khóa học: nắm rõ tầm quan trọng của nghề, lộ trình công danh trong nghề môi giới bất động sản, thực hành thường xuyên các thói quen tạo tư duy tốt làm việc, nắm rõ các bước triển khai kênh đăng tin và chăm sóc khách hàng hiệu quả, xây dựng thương hiệu và thiết lập đội nhóm làm việc nơi năng lượng cao. Đối tượng đào tạo: người đã đang làm nghề môi giới bất động sản, người đam mê nghề kinh doanh bất động sản và tất cả những ai có nhu cầu học và đào tạo đội nhóm gia tăng kinh doanh nhờ chăm sóc khách hàng tốt từ độ tuổi thích hợp 22 tuổi trở lên. Và sau đây mời các bạn theo dõi đoạn video bí quyết kiếm tiền từ môi giới bất động sản. Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Thị Huế, là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo môi giới bất động sản. Trong nhiều năm qua, tôi nhận thấy rằng có rất nhiều môi giới muốn bắt đầu vào nghề môi giới nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu một cách đúng nhất và một cách nhanh nhất. Cũng có rất nhiều môi giới bất động sản đã tự loại bỏ cuộc chơi vì không tìm được công cụ sắc bén. Và tôi đã dành những năm kinh nghiệm của mình để đúc kết ra được những bài học đơn giản nhất giúp cho người mới bắt đầu trở thành người bán hàng xuất sắc. Trong khóa học bí quyết kiếm tiền từ môi giới bất động sản, các bạn sẽ được học 10 bí quyết để trở thành người môi giới bất động sản thành công, 11 bước để có thể trở thành chuyên gia trong bất kỳ một dự án bất động sản nào, và với công cụ quảng cáo marketing bán hàng bá đạo nhất, xây dựng thương hiệu cá nhân thành công trong nghề môi giới. Và cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất là các bạn sẽ được học 9 bí quyết chốt sale thần thánh. Tôi sẽ rất vui khi được đồng hành với các bạn trong khóa học. Thì các bạn đã theo dõi một đoạn video giới thiệu bí quyết kiếm tiền từ môi giới bất động sản. Để đến với khóa học này, các bạn vui lòng chọn đường link ở phía dưới video để được giảm giá khóa học. Thì khóa học này trị giá là 800.000 và các bạn chọn vào đường link ở phía dưới thì các bạn được ưu đãi là 40%, chỉ còn là 479.000. Thì buổi chia sẻ hôm nay đến đây là hết. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích đối với các bạn và cho mọi người thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo. Và bạn hãy đăng ký kênh của mình để được đón nhận video chia sẻ của mình đầu tiên nhất. Thân ái chào các bạn.